Kính thưa quý thính giả, sau gần 1.000 năm Bắc thuộc, một người văn võ Song Toàn là công thần của hai triều nhà Đinh và nhà Tuyền Lê, được xem là tấm gương sáng về sự thanh liêm và chính trực. Ông là bậc anh hùng, quên đi thù nhà để cùng Lê Hoàng chống lại quân Tống xâm lược, mở đầu thời kỳ độc lập cho đất nước. Trong tiết mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Thái úy Phạm Cự Lạng của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Phạm Cự Lạng sinh ngày 20 tháng 11 năm Giáp Dần năm 944, người làng Trà Hương, Khúc Giang, nay thuộc Hải Dương. Trong một gia đình có truyền thống võ nghệ, ông nội là Phạm Chiêm giữ chức Đông Giáp tướng quân đời Ngô Quyền, cha là Phạm Mạn, tham chính đô đốc đời Ngô Nam Tấn Vương, mẹ là bà Trần Thị Hồng. Ngay từ nhỏ, Phạm Cự Lạng được xem là thông minh, có chí lớn, văn võ song toàn. Lớn lên, Phạm Cự Lạng cùng anh cả là Phạm Hạp đem tiền bạc mua ngựa và chiêu quân. Khi Đinh Bộ Lĩnh giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Cự Lạng cùng Phạm Hạp đem hơn 2.000 người và ngựa đến Hoa Lư phò Đinh Bộ Lĩnh và được phong chức phòng ngữ sứ tiên phong tướng quân ra trấn giữ cửa biển Đại Ác. Năm Mậu Thìn 968, dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế tức Đinh Thiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Phạm Cự Lạng được phong Tâm Phúc tướng quân, chỉ huy cung nội thị vệ. Vua Đinh Thiên Hoàng có con trưởng là Đinh Liễn, nhưng ngài lại lập con út là Hạng Lan làm thái tử. Vì vậy, đầu năm 979, Đinh Liễn tức giận sai người giết Hạng Lan. Theo chính sử, vào tháng 11 năm Kỷ Mão, một viên quan tên Đỗ Thích mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo làm vua nên đã giết Đinh Thiên Hoàng và Đinh Liễn. Sau khi vua Đinh Thiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, vệ vương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bạc và anh của Phạm Cự Lạng là Phạm Hạp thấy uy quyền của phó vương Lê Hoàng quá lớn, bèn khởi binh chống Lê Hoàng. Nhưng cả ba tướng đều bị Lê Hoàng dẹp tan. Phạm Hạp bị Lê Hoàng xử tử. Tuy vậy, Phạm Cự Lạng vẫn được Lê Hoàng tin dùng làm tướng dưới quyền. Năm sau, nhà Tống nhân lúc nước Đại Cồ Việt rối ren, liền nảy sinh ý đồ đánh chiếm, sai quan trấn thủ Ôn Châu là Hầu Nhân Bảo cùng các tướng Tôn Hoàng Hưng, Vương Soạn, Triệu Phụng Huân đem quân theo hai đường thủy bộ tiến vào xâm lược. Tình thế Đại Cồ Việt vô cùng nguy cấp. Tháng 7 năm ấy, Thái hậu Dương Văn Nga phong Phạm Cự Lạng làm đại tướng tiên phong đem quân đi chống giặc. Trước lúc tiến quân, Phạm Cự Lạng tập hợp quân sĩ ở cửa Đào Lâm, nói rằng có công thì thưởng, có tội thì phạt, vẫn là lẽ dùng binh. Bây giờ quân giặc sắp vào cõi bờ mà chúa thượng hãy còn thơ ấu, chúng ta có chút công trạng thì ai biết, chẳng bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên ngôi thiên tử, rồi sao sẽ xuất quân. Trước áp lực của ba quân, Thái hậu Dương Văn Nga trao áo bào cho Lê Hoàng để lên ngôi hoàng đế. Phạm Cự Lạng được phong làm thái úy. Cuối mùa xuân năm Tân Tỵ tức 981, mọi mũi tiến quân của quân Tống đều bị quân Đại Cồ Việt phá tan. Tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị tiêu diệt, quân nhà Tống phải ra lệnh lui quân. Năm Nhâm Ngọ 982, thái úy Phạm Cự Lạng được cử cầm quân đánh Chiêm Thành để trả đũa việc vua Chiêm vô cớ bắt sứ giả Đại Cồ Việt. Mùa thu năm Quý Mùi tức 983, Phạm Cự Lạng được vua giao trọng trách khai sông mới từ Đồng Cổ đến Bà Hòa tức Thanh Hóa ngày nay, trên đắp đường lớn dưới khai thành sông để tiện việc lưu thông. Cũng trong năm này, Phạm Cự Lạng còn chỉ huy đào cảng Đa Cái ở Hoang Châu tức Nghệ An ngày nay. Ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thân tức ngày 9 tháng 10 năm 984, Phạm Cự Lạng mắc bệnh sốt rét qua đời tại Đồng Cổ, nơi ông đang trấn nhậm hưởng dương 41 tuổi. Nhà vua thương tiếc cho người đem linh cữu hồi kinh và an táng tại phía nam Bồ Sơn. Ghi nhớ công ơn Phạm Cự Lạng, ở Đồng Cổ và Đa Cái hiện còn đền thờ ông. Tại Hà Nội, vua Lý Thái Tông sau này giao cho Bộ Lễ viết sắc phong thần Phạm Cự Lạng làm Hoàng Thánh Đại Vương, thờ tại đền Ngự Sử, nay là đền Lương Sử thuộc khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám Hà Nội. Tại Hưng Lộc, Nam Định cũng có đền thờ ông. Nhiều triều đại về sau đã phong ông làm Thượng Đẳng Thần để dân chúng thờ phượng. Ông được sách sử Trung Hoa liệt vào danh sách Giao Châu Thất Hùng, tức 7 anh hùng người Giao Châu
gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàng, Đinh Điền, Nguyễn Bạch, Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng. Cũng như nhiều danh tướng lỗi lạc khác trong sự việc, tướng quân Phạm Cự Lạng đã từ trần trong thời điểm vinh quang nhất của cá nhân ông nói riêng và đất nói chung. Việc đánh bại quân Tống của quân dân Đại Việt dưới sĩ quy của vua Lê Đại Hành và tướng Phạm Cự Lạng đã khiến cho triều đình nhà Tống phải khiếp sợ, từ bỏ giấc mộng bành trướng xuống phía nam. Nhưng không chỉ làm giặc phương Bắc khiếp sợ, mà ngay cả nước Chiêm Thành cũng phải chấp nhận thuần phục Việt Nam sau khi bị đạo quân Phạm Cự Lạng tấn chiếm nhiều vùng đất. Có thể nói là Phạm Cự Lạng không chỉ góp tay mở ra triều đại Tiền Lê, mà còn đóng góp công sức rất lớn trong việc mở mang bờ cõi nước Việt và xây dựng nhiều công trình hạ tầng để phát triển đất nước. Chính vì thế, việc dân gian dựng đền thờ ông ở nhiều nơi suốt cả ngàn năm qua là điều xứng đáng, dù cho những đền thờ đó có bị hoang phế dưới mấy chục năm cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tên tuổi của ông vẫn trường tồn theo dòng lịch sử, hơn là tập đoàn Cộng sản xây tượng Hồ Chí Minh, một người đã sang Pháp để sinh học tại trường thuộc địa với mộng làm quan, nhưng các sử gia Cộng sản bịa đặt là đi tìm đường cứu nước.